Đối tượng thực hiện vụ cướp là Đặng Đình Thiên, 30 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước đó vào rạng sáng ngày 3 tháng 1, đối tượng đã đi bộ đến buồng thu phí số 6, trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây và hỏi nhân viên trạm thu phí về một người tên Toàn. Khi nhân viên trạm thu phí chưa kịp trả lời, thì đối tượng đã giật một cọc tiền từ ngăn kéo rồi bỏ chạy. Sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Long Thành đã tổ chức lực lượng khoanh vùng và truy bắt đối tượng. Đến 7 giờ 30 phút sáng thì bắt được Đặng Đình Thiên khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn huyện. Số tiền Thiên cướp đi là 38 triệu đồng. Trước đó ngày 7 tháng 2 năm 2019, trạm thu phí này cũng đã bị hai đối tượng dùng súng cướp đi số tiền 2,2 tỷ đồng. Hai tên cướp này cũng đã bị bắt sau 16 giờ chạy trốn.